Thưa quý vị, thời gian qua xe máy cũ được người dân chế độ hoạt động nhiều ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Thực trạng này không chỉ gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông, mà một số phương tiện bị các đối tượng dùng để vận chuyển lâm sản trái phép. Mặc dù đã được ngành chức năng kiểm tra, thu giữ, nhưng xem ra tình trạng này vẫn còn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn những hệ lụy khó lường. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự trong một ống kính cuối tuần hôm nay. Những khối gỗ được vận chuyển từ rừng sâu dưới bằng xe máy tự chế hết sức thô sơ. Kho vật tư của công ty lâm nghiệp một thành viên Tam Hiệp huyện Di Linh và Kiểm Lâm huyện Đạo Oai có hàng trăm phương tiện bị thu giữ vì vi phạm vận chuyển lâm sản trái phép. Ban quản lý các đơn vị cho biết hầu hết các phương tiện xe máy tự chế các đối tượng dùng để vận chuyển lâm sản trái phép vào ban đêm, địa bàn vùng sâu nên rất khó bắt giữ và xử lý. Cái việc mà chế độ xe đó thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đối với là công tác quản lý bảo vệ rừng là rất khó. Hiện nay là những cái xe đó, xe chế độ đó thì nó mọi địa hình đều đi được đó, mà nó đi được mà trong cái rừng thì hiện nay là đường đi rất là khó, nên là cái việc xe chế độ đó nó ảnh hưởng đến là cái việc làm vận chuyển lâm sản, nên là nó có nhiều khi nó có thể là lách những cái đường khó đi để mà làm cho lực lượng quản lý bảo rừng là ngăn chặn nó cũng khó khăn. Hiện nay ở trên địa bàn huyện Đạ Hoai thì cái việc mà dùng xe máy mà để vận chuyển lâm sản và đi vào rừng thì cũng khá nhiều, đặc biệt là các xã mà có nhiều rừng như là ở Phước Lộc, ở Đạm Loa, ở Đoàn Kết. Thì đặc biệt ở huyện Đạ Hoai thì ngoài người dân mà vào rừng để lấy lâm sản là gỗ thì còn vào mùa mưa thì người ta còn đi lấy măng rồi lấy rau rừng, đợt mây. Ngoài ra là cái việc mà sản xuất nông nghiệp là địa hình đồi núi thì vận chuyển điều rồi phân bón cây trồng trong mùa mưa thì người ta cũng cần phải có xe độ chế thì người ta mới vận chuyển được những cái vật tư sản xuất nông nghiệp. Thì là các cái xã mà có diện tích rừng nhiều thì cái lượng xe độ chế cũng khá nhiều. Ngoài sử dụng vận chuyển lâm sản trái phép của một số đối tượng lâm tặc thì có rất nhiều phương tiện xe máy được người dân tự chế để vận chuyển nông sản, cà phê, phân bón. Theo lý giải của người dân thì do đường khó khăn, lầy lội nên họ phải sử dụng các phương tiện như thế. Đường nó xấu quá thì mình phải làm cái chiếc này mình mới đi rừng đi rơi được, làm để chở phê chở phân gì thôi, mình đi từ từ mà trong này đường khó đâu đi nhanh được mà thân ảnh. Không biển số, không đăng ký, gần như là hết hạn sử dụng, nguy hiểm, mất an ninh trật tự. Đa số người dân sử dụng phương tiện xe máy tự chế còn không thực hiện đúng quy định đội mũ bảo hiểm khi lưu thông. Thực tế này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thống kê của ngành chức năng, gần như ở các huyện trong tỉnh, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, có rất nhiều xe máy của người dân tự chế. Đối với cái quản lý đội xe này thì chỉ có ngành chức năng, đó là công an, phải trực tiếp về xử lý, và có những cái nếu như mà gặp trường hợp đấy thì phải thu hồi toàn bộ những cái loại xe đó để tránh khi mà coi như thứ nhất là nếu như có những xe đấy mà khi tham gia giao thông thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái an toàn giao thông. Và đặc biệt là đối với những cái đối tượng này thì thường thường người ta chạy vào những cái buổi sáng sớm và chiều tối. Cho nên là khó tránh khỏi những cái về cái an toàn giao thông. Chúng tôi phối hợp với lại là Ủy ban Nhân dân các xã là ra soát rồi là lên danh sách những cái hộ có sử dụng cái phương tiện loại này để là làm cái công tác tuyên truyền và yêu cầu cam kết là không được đưa phương tiện để ra lưu thông đối với những phương tiện là không đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là những phương tiện mà độ chế không có đăng ký. Vẫn biết thì cuộc sống mưu sinh nhưng không vì thế mà bất chấp nguy hiểm. Người dân cần sử dụng phương tiện đảm bảo an toàn và ngành chức năng cần sớm vào cuộc, có những chế tài để xử lý nghiêm các loại phương tiện tự chế, nhất là xe gắn máy, nhằm hạn chế tình trạng vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, những vụ vận chuyển lâm sản trái phép cũng như đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng ba cầu là 60 tỷ đồng, được triển khai trong hai năm 2016-2017. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách huyện, Cát Tiên đã hoàn thành hai cầu liên xã gồm DH91 nối thị trấn Cát Tiên, xã Gia Viễn.